Hello mọi người, mình là Đăng đây. Hôm nay mình lại quay video cập nhật tình hình các bé mèo cho các bạn nha. Mấy cái bé mèo cu trước thì đã về nhà mới hết rồi, giờ lại nhà mình lại mới về thêm ba bé nữa này. Ba bé Golden, ui nhưng màu này màu xịn này, bé này bé LI11 này, hôm nay bé này tối màu hơn một tí này. Đấy, ba bé này thì mình đang phải nhốt riêng để theo dõi. Còn đâu là mấy bé này thì đang mình đã theo dõi xong rồi thì mình sẽ thả các bé ra. Đây các bé đang nằm đây này. Ôi giời, gần Tết rồi, các bạn đã sắm sửa gì chưa? Ui mình thì chưa. Ôi mấy bé mèo này. Đây cho các bạn xem ba bé mèo mới này. Xinh lắm, màu sáng nữa. Đây. Ba bé này tên là Pháo Liên Thanh. Mình thích bé này lắm. Màu này. Lấy 11 này vàng khè luôn. Đúng là Golden. Bé này thích hợp vì làm giống lắm. Sinh sản làm giống. Úi giời. Đây là Pháo này. Đây là Liên này. Đây là Thanh này. Thanh là màu vàng. Pháo thì tai đen hơn này, còn Liên tai vàng này. Để mình nhận biết chúng nó thôi. Chúng nó mình để chúng nó trong cái chuồng đây, mình không muốn chúng nó bị chật hẹp ý, mình ghép hai cái chuồng vào, xong bỏ cái vách ngăn ở giữa ra thành một cái chuồng dài như này cho chúng nó chơi. Đấy. Đây đây là bé, bạn nào nhớ bé này không? Bé này tên là gì nhỉ? Tên là Điếu. Bạn chủ gửi nhờ, nhà bạn ý có việc, bạn ý gửi nhờ ở tiệm mấy hôm. Đây là Điếu này. Úi dồi ôi, Điếu có về nhà chủ được có chưa được một tháng đã béo ú lên rồi này. Đây là Điếu này, bạn nào còn nhớ bé Điếu không? Bé Điếu với bạn bé Đóm ấy. Đây, Đóm cũng về nhà mới rồi. Chứ không thì hai chúng nó chơi với nhau. Đấy. Đây là Gạo, đây là Kinh Bi, Đu, mình Kids, chúng nó đang ngủ thôi, mình cũng chả muốn làm phiền chúng nó. Thôi nha, bye bye mọi người nha. Đấy, mình cập nhật tình hình các bé mèo ở tiệm nha. Các bé vẫn sống tốt, ăn khỏe, ngủ khỏe và ỉa rất là thúi. Ok, bye bye mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhé. Ok, bye bye.